Thưa quý vị, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu mà người dành cho những làn điệu dân ca Việt Nam luôn là một sự trân quý vô cùng thiêng liêng. Bởi đối với người, đó chính là hồn cốt dân tộc, là bóng hình của quê hương xứ sở. Trước khi đi xa vào cõi vĩnh hằng, tâm nguyện lớn lao nhất của người đó là được ra đi thanh thản trong những làn điệu dân ca Việt Nam, đặc biệt là những câu hò điệu ví của quê hương xứ Nghệ. Đó đã trở thành bài học cho thế hệ mai sau rằng muốn yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca. Trong chương trình Dân ca Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ đến với những làn điệu ví dặm của quê hương xứ Nghệ, và đó chính là những đóa sen thơm ngát mà chúng ta kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh và 50 năm ngày mất của người. Xin trân trọng kính mời quý vị hãy cùng theo dõi. Miền Nam đi trước về sau, miền Nam ơi thành đồng tổ quốc, đang ngày đêm mong đợi bác vào thăm, vẫn còn nguyên trường cũ dục thanh, con sóng bến nhà rồng vẫn ngày đêm khắc khoải. Sĩ ở miền Nam chưa một lần được đón bác vào thăm, mà cả miền Nam luôn có người hiện diện. Dầu gian khó hiểm nguy nơi chiến trường bom đạn, nhưng vẫn có bác cùng chúng cháu hành ngữ quân. Tình bác sẽ chia muôn triệu tấm lòng, lửa đạn chiến trường ruộng đông ngô lúa, vách núi Trường Sơn nắng mưa che chở, giao giạt biển Đông con sóng vỗ triều lên. Em bé miền Nam mong gặp bác một lần, người dân Tây Nguyên gọi thầm tên của bác, khúc ruột miền Trung vẫn chưa liền câu hát, cả nước đời chờ thơ bác mỗi xuân sang. Đêm mưa bạc vào thăm thấy bạc hồ cười, miền Nam đỏ trong tim người chịu nặng, mong một ngày mai khúc khải hoan chiến thắng, đón bạc về trong nắng rực cờ hoa. Vần thơ xuân lời hiệu triều hành quân, bởi chính người là niềm tin tất thắng, ngày thống nhất Bắc Nam như lời người tiên đoàn, sẽ có bác đi đâu trong những đoàn quân. Miền Nam nhớ mãi ơn Trường Sơn.